Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Thì ở đây là cái lô thùng nuôi ong khá là đẹp này, bên cơ sở nhà em đang hoàn thiện gửi tới tay các bác ở trong cái đợt lần này. Thì các bác có thể thấy trực tiếp ở trên màn hình đây, gỗ rất là sáng nha các bác nhé. Đợt này thì thời tiết ở ngoài Bắc Giang nó nắng nóng, thì gỗ nó sẽ được khô và nó trắng như thế này. Đấy, hiện tại thì gỗ rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn các bác. Còn đối với cái hàng này thì quay thực tế cũng như là khi các bác được nhận hàng ấy, thì các bác kiểm tra hàng trước mặt bưu tá nhé. Gỗ nó ok như thế này thì các bác thanh toán với người giao hàng, đâm ra là các bác yên tâm là bên cơ sở là không lừa lọc bất cứ một cái gì cả. Đấy, các bác cứ kiểm tra thực tế, ok, hàng ok thì các bác nhận, các bác thanh toán với người giao hàng. Còn là hàng mà nó kém chất lượng thì các bác không nên thanh toán. Đấy thì đấy là cái phương thức mua bán nó cũng rất là dễ dàng cho hai bên. Còn về cái thùng này thì nó được làm bằng gỗ gạo các bác. Đấy, gỗ gạo liền tất cả bốn mặt các bác nhé. Đấy, mặt đằng sau đây là cắt cửa sổ đây. Đấy, cắt cửa sổ đây. Và mặt thành bên đây. Đấy, cũng là liền. Về cái thùng này thì nó chỉ có cái phần đáy là phần ghép thôi. Đây là phần ghép này các bác này. Đấy, phần ghép thì đã xoay chỉ tà áo cho các bác rồi. Đấy, chống co cho các bác rất là tốt này. Đấy, các bác có thể thấy là nó rất là bén nhá. Còn về cái thùng này thì hiện tại bây giờ còn phải vào bắt chỉ. Đấy, bắt chỉ cũng như là đóng lắp lên. Thì ví dụ như đây là cái lắp này các bác này. Đây là cái lắp mà đã được đóng. Cái hiện tại thì đang phơi thôi. Bây giờ nó khô hẳn thì bên cơ sở mới trà làm cho các bác. Đấy, khi đậy vào nó sẽ như thế này. Đấy, gọi là kiểu như là một cái thùng hoàn thiện rồi đấy. Còn bắt ra thêm vài cái chỉ cơ bản nữa là xong thôi. Còn về cái lắp đây thì đợt này thì về cái chỉ đây các bác này. Cái chỉ này thì đợt này thì bên nhà em làm cho các bác là gỗ mỡ các bác nhé. Đấy, nó cũng tùy lô, có lô gỗ mỡ, có lô gỗ gạo. Đấy thì nó vẫn là một cái loại gỗ khá là tốt. Còn thùng nuôi ong này thì đã được xử lý rất là kỹ rồi. Đấy, ngâm rất là kỹ các bác nhé. Đấy, ngâm kỹ phơi khô rồi, đâm ra các bác yên tâm là về cái chất lượng gỗ cũng như là về cái nó không bị mọt mối khi về tới tay các bác sử dụng. Hiện tại thì gỗ này mà không ngâm đợt hè này này. Đấy, đợt hè này nắng rất là nóng. Đấy, các bác có thể thấy là nếu mà không ngâm gỗ lúc nào nó bị quăn cong hết, hỏng hết của các bác. Khi các bác nhận hàng về các bác sử dụng thì nó cũng không, đâu có được. Đấy, thùng nuôi ong thì nó chỉ có hai cái loại gỗ chính để làm thùng thôi. Đấy, một là gỗ gạo, hai là gỗ sung. Bởi vì hai cái loại gỗ tạp nó rất là xốp. Đấy, tốt kích thích con ong nó phát triển ở bên trong. Còn tất cả các loại gỗ khác thì ít các bác sử dụng. Đấy, cũng có nhiều bác sử dụng cái loại gỗ, nhiều gỗ tạp ấy, nhưng mà nó không tốt bằng cái loại gỗ gạo hoặc là gỗ sung. Nhưng mà hiện tại gỗ sung thì ở địa phương cũng như tất cả mọi nơi nó đang rất là khan hàng. Đấy, còn gỗ gạo thì nó vẫn còn rất là nhiều các bạn. Đấy, và giá gỗ của nó thì cũng bình thường, nó không đắt. Để hoàn thiện một chiếc thùng ong gửi tới tay các bác thì các bác sử dụng nó vừa hợp lý mà nó vừa phải. Còn đây là xưởng tại gia đình các bác nhé. Đấy, tại gia đình em quay lên đây cho các bác cùng xem. Tại gia đình thì giá cả lúc nào nó cũng rẻ, cũng như là bên cơ sở là luôn luôn là sắp được hàng để gửi kịp thời cho các bác. Đấy, giá cả thì nó cũng so sánh với thị trường thì lúc nào nó cũng rẻ hơn, cũng như là chất lượng gỗ. Đấy, cũng như là cách thức lựa gỗ của bên cơ sở nhà em là luôn luôn là tốt nhất để cho các bác phục vụ. Đấy, khi các bác mua một cái thùng này thì giá cả của nó chỉ có 160.000 đồng thôi, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. À quên, em xin lỗi, chưa bao gồm cước phí vận chuyển, 160.000 nhé các bác nhé. Đấy, còn các bác mua 10 thùng thì tiền cước của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30 mấy nghìn đấy, chưa đến 35.000 trên một thùng, nên nó cũng rất là rẻ. Tính ra thì 160 với cả 35 nó gọi là 195 cho tới là 190.000. Đấy, càng mua số lượng nhiều thì giá cước nó càng rẻ đi. Đấy, các bác mua tầm khoảng 20-30 cái thì giá chắc nó chỉ rơi xuống tầm 30.000 một cái thôi. Tính ra thì về tới địa phương các bác thì nó vẫn còn rất là rẻ so với địa phương. Cũng như là quy cách đóng hoặc là chất lượng gỗ đã được qua xử lý nó tốt hơn ở địa phương các bác rất là nhiều. Đấy, ví dụ như cái lô này, đợt này nó là lô gỗ cây gạo đỏ các bác nhé. Đấy, đóng thùng thì nó sẽ có màu sẫm hơn, cũng như là chất gỗ nó sẽ đanh hơn các bác này. Đấy, rất là đanh các bác. Đấy, gỗ này thì bền, đảm bảo cho các bác là thoải mái dùng vài năm không giờ sợ mối mọt cả. Đấy, nếu mà che mưa che nắng tốt thì dùng 5-6 năm, 7 năm, 8 năm thì nó đủ ok. Còn về chỗ xử lý gỗ thì rất là nhiều video em quay cho các bác rồi. Đấy, ở dưới ao thì rất là nhiều các bác. Đấy, gỗ thì cực kỳ là nhiều. Tại ở trong xưởng kia thì chú đang làm việc thôi. Nay thì chỉ có 3 người làm thôi. Đấy, trong xưởng, đây là xưởng số 1 các bác nhé. Đấy, xưởng số 1. Còn cái xưởng số 2 ở dưới kia ấy, gần nhà ấy. Cái xưởng đấy thì lát nữa xuống quay cho các bác. Đấy, xưởng nào đội thợ làm cũng đều tay như nhau. Đấy, chất lượng thì cũng thùng rất là đẹp. Hai cái lô này gửi đi thì bác nào cũng khen. Đấy, lúc nào cũng khen là hai xưởng này làm rất là đẹp so với những cái xưởng khác. Đấy, bây giờ thì em xin hẹn gặp lại các bác ở video lần sau nhé. Đối với bác nào có nhu cầu về vật tư ngành ong, thùng nuôi ong, phôi thùng nuôi ong thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề ấy.
Còn bây giờ thì em xin chào nhé và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.